Tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu Diên Tông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi đổ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời, cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh. Tòa sen vàng hương trầm tòa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu Diên Tông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi đổ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời, cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Tòa sen vàng hương trầm tòa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Thank you.
Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi. Núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi. Núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha. Con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca. Cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả khối tình nồng. Nam mô đạo tràng lão tổ bản sư, nam mô như Phật, nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể thân chúng hiếu kiến cũng như toàn thể quý vị Phật tử và nhân dân. Cha ơi, hôm nay trong chốn gia chung đây có ông Ngô Văn Minh hưởng thọ 58 tuổi, đã tám kiếp xa bà về quy ẩn với tổ tiên. Gia đình con cháu anh em cũng nhất tâm đồng thành tới chốn trụ xứ chùa Bảo Khánh thôn Nam Từ để cảm thỉnh quý thầy cũng như là hàng hữu Phật tử về để liêm hương trợ niệm vãng sinh, cầu siêu nhập quan cho cụ ông Trần Ninh. Thì thời giờ này đàn tràng gia quyến đã đặt rất là trang nghiêm thanh tịnh. Con cháu chúng ta thật này thì anh em con cháu chúng ta ra trước đàn tràng để hầu quỳ và làm lễ tụng kinh cầu siêu độ cho Hương Ninh Ngô Văn Minh để quán lễ được trang nghiêm. Thì các quý vị Phật tử cũng như là các gia đình tín chủ chúng ta đến thì chúng ta nói chuyện nhỏ, chế điện thoại thì chúng ta để chế độ rung và chế độ im lặng để không làm động điện đến khóa lễ. Thì tôi xin thông qua chương trình an thần nhập niệm như sau. Trước tiên là vào tam bái cửu bái bình tọa lô hương, vào trì thập chú đại bi, vào thân kinh A Di Đà, bổ kiết bát nhã niệm Phật một tràng. Sau là có văn sớ hồi hướng cho Hương Ninh Ngô Văn Minh và làm lễ nhập quan và hồi hướng phát nguyện A Di Đà Phật. Nhờ thiêng cùng kinh nhớ tâm kinh lễ thờ phương phá giới thương chủ tam bảo. Nhớ tâm kinh lễ thờ phương phá giới thương chủ tam bảo. Nhớ tâm kinh lễ thờ phương phá giới thương chủ tam bảo. Nguyện thờ hương niên vân biến mãn thờ phương giới vô biên Phật độ chúng vô lượng hướng trang nghiêm cổ tổ Bồ Tát tạo thành tiểu Như Lai hương. Cố gắng dĩ nhớ thiết cùng kinh nhớ tâm kinh lễ thờ phương và giới thương chủ tam bảo. Nhớ nơi diệu sáng thân thế gian vô sự đẳng vô tỷ bất tư nghị thị cố kim ninh lễ Như Lai sáng vô tận
trí tuệ diệu phổ nhân nhớ thiết pháp thường trụ thị cung á quy y đại trí đại nguyện lư pha độ ư quần sinh ni xa diệt não thân sinh bị thanh lương quốc tình tám nghèo quý y cập lễ tán nguyện cộng chư chúng sinh đồng sinh nhân đạo sai án thà nhật na vật án thà nhật na vật án thà nhật na vật nhớ tâm định lễ thường thị quang thịnh độ a di đà như lai thanh tịnh diệu pháp thân biến pháp giới chư phật a di đà như lai giải thoát tướng thiên thân biến pháp giới chư phật đại thừa căn giới thân biến pháp giới chư phật nhớ tâm định đế tây phương an lạc độ a di đà như lai thập phương hóa vãng thân biến pháp giới chư phật nhớ tâm định đế tây phương an lạc độ quan thế âm bồ tát và nữ tử đại thế chí bồ tát vô biên quang trí thân biến ma giới bồ tát là kiếm hộ vị thứ ân tam hiếu pha giới chúng sinh tất thuyền đoạn trừ tam chướng quy mạnh sám hối tịch nghi ngô văn minh nghi ở hương ninh nguyên bệnh sinh ư bình nghi ngọ liên mũi huyết nhất thời thủ sinh hưởng nghi thọ kỳ thương hữu thập bát tế đại hạt ưu nghi nhâm quý mão liên nghi chính nguyệt thập ma nhật ngương thời thọ nghe chung đăng đấng nội ngoại chư vị chân linh xin chi tâm sám hối vãng thế xa tạo chư ác nghiệp nay do vô thủy tham sân si tâm thân khẩu ý chi sở sinh nhớ thiết ngã kim giải sám hối như thị nhớ thiết chư nghiệp chúng ta giải tiêu diệt tận vô dư niệm niệm chi chỗ ba độ chúng sinh giải bất thoái sám hối vãng nguyện di quy mạnh lễ a di đà phật sa pa ba la cha lo a ma sa pa ba ba cha ra sa pa ra ma sa pa ba ba cha lo a ma tho địa chân ngô nam mô tam văn na mô đà tam văn thổ sơ thổ sơ địa vi tam pa ha nam mô tam văn na mô đà tam văn thổ sơ thổ sơ địa vi tam pa ha nam mô tam văn na mô đà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam mô Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí 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 Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương 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 Bồ Tát. Như nay tận thân phục ca như nay di giáo đệ tử thanh hoàng thành khủng khê thù cầu thủ bạch tái tân tự sớ văn nghi tướng tuyên đạch thưởng ngôn phùng dĩ phùng phật tử quang đại hoàng khai độ thế chi bôn đan khổng tung thành liên thiên tu trai chê lễ dung cầu giải thoát tu trưởng từ quang viên hữu Việt Nam quốc Hải Phòng thành Tiên Lãng huyện Kiên Thiết xã Nam Tử thôn Ni Vô gia sư cư phụng Phật thanh hiên cúng dường xuân thiên tiết lễ an thần nhập niệm thịnh Phật tuyết kinh cầu siêu sinh tịnh độ sự kinh thần nam chủ sám chủ cô tự Ngô Tùng Lâm nữ tự Ngô Thảo Anh Tê tự Nguyễn Anh Tuấn Lương Thê Nguyễn Thị Loan Hợp Đồng Gia Dư Môn Quyến Đặng Thức Nhật Ngưỡng Ca Từ Xung Phúc Vị Trinh Tiết Chân Linh Cô Phụ Ngô Văn Minh Chân Linh Nguyễn Mạnh Sinh Ư Bình Nam Ngọ Niên Mỗi Nguyệt Nhất Thời Thụ Sinh Hưởng Linh Quang Ngũ Thập Bát Tuế Đại Hạn Ư Quy Mão Niên Chính Nguyệt Thập Nhật Lương Thời Thọ Trung Thiệt Niệm Chân Linh Nhất Chân Niệm Hoa Tứ Đại Quy Không Minh Minh Hồn Tan Vô Trường Thiên Yêu Yêu Hồn quy ư đại địa bất bằng tiên bạt na đắc siêu thăng do thị kim nguyệt cát nhật tu thiên hương hoa tịnh cung phu trần cổ hiếu sơ văn kiện thân thượng tấu cung duy nam mô thập phương vô lượng thương chủ tam bảo kim liên tọa nam mô tam thừa đại giám chư vị bồ tát hồng liên tọa tam giới thiên chủ tư phụ vạn linh công đồng thanh đế ngọc bệ hạ cung vọng phật tử đông thủy chiêu giáng phúc nguyện thính ca từ phụ thủy bão thủ dĩ đê huệ di đà đạo sư phóng kim quang nhi tiếp dẫn thị chân linh thoát ma ly khô hại trực vãng lạc bang
sinh cơ thầy trung chi hương tọa tại liên hoa chi cảnh âm giả đăng siêu đăng thổ dương môn ngũ phục chi thọ vĩnh hưởng tam đa chi khánh đan thần hạ tình vô nhâm kinh thiên bình dinh chi chi cần sơ thiên vận quy mão niên trinh nguyệt thập nhật nhật tín trụ thành tâm kinh dâng văn sơ thượng lai văn sớ tiên đạo dĩ chư sớ đối phật thánh tiền dũng bằng lửa trần phó lô thiêu hỏa hoa gia đình lễ sớ ban lễ và mang ngũ ngựa kinh hiển hóa tứ giả nghi chân ni hương ninh ngô văn minh chân ninh nguyên bình sinh ư tính ngõ yên mỗi nguyệt nhờ thời thủ sinh hưởng linh quang ngũ thập bát tuế đại hàn ư nghi quý mão niên chính nguyệt sơ thập nhật nương thời thỏa trung đẳng chân ninh nhớ chân ba muội lô sổ tôn không linh bát nhân gian sinh tử can trần đốn nhập như lai bảo minh không hại quán âm ta bản thế chỉ vi bằng ba tứ chỉ trung thân tẩy lắm thiếu niên đại bản nhập tiêu giao thần thế tinh vực nghĩa tạ trần nao liên khai cửu phật chi hoa phở thổ nhớ sinh theo chồng nghe tin buồn lòng khóc đứng khóc ngồi nay thành mồ côi cha chẳng còn về như những buổi chiều mẹ vẫn ngồi chờ
bên mâm cơm rau. Gió cuốn lá đa, lá rơi thềm nhà, mắt mẹ nhạt nhòa, con thấy xót xa. Cả đời cha là gia đình nhỏ, mưa nắng dại dầu, hun hút mắt sâu. Một mình cha giữa đời xuôi ngược, nay gối mềm úp mặt cha đi. Đời ai cũng trải qua, sinh tử một lần, sao ngăn được dòng nước mắt khi xa lìa tình phụ thân. Khi xưa con bé cha dìu, nay trời gió thổi buồn thiu. Tiễn cha đi ngày nắng tàn, con về chân bước liêu xiêu. Con sẽ là người đàn ông mạnh mẽ, thay cha thương mẹ chăm sóc cho em, sống tốt từng ngày như cha đã dạy. Nơi chốn mây ngàn cha hãy nghỉ ngơi, kể từ nay chẳng gặp nữa rồi. Bao la bầu trời cha dõi theo con, ngàn năm nước chảy đã mòn, cha vẫn mãi còn sống ở trong con. Đời ai cũng trải qua, sinh tử một lần, sao ngăn được dòng nước mắt khi xa lìa tình phụ thân. Khi xưa con bé cha dìu, nay trời gió thổi buồn thiu. Tiễn cha đi ngày nắng tàn, con về chân bước liêu xiêu. Con sẽ là người đàn ông mạnh mẽ, thay cha thương mẹ chăm sóc cho em, sống tốt từng ngày như cha đã dạy. Nơi chốn mây ngàn cha hãy nghỉ ngơi, kể từ nay chẳng gặp nữa rồi. Bao la bầu trời cha dõi theo con, ngàn năm nước chảy đã mòn, cha vẫn mãi còn sống ở trong con. Ngàn năm nước chảy đã mòn, cha vẫn mãi còn sống ở trong con. Kính thưa quý vị đại biểu đại diện cho các vị đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương, kính thưa thân nhân gia đình Tăng Quyến, thưa gia tộc và lội hở hoài, thưa toàn thể các vị khách quý, sau vâng thời gian cử hành trọng thể nghi thức lễ khâm niệm cho ông Ngô Văn Minh cũng đã được chu liên hoàn tất. Thi hài của ông giờ này được quản tại gia đình, và phần nghi thức lễ tiếp theo là phần nghi thức lễ phát phục quan tang cho toàn thể thân nhân gia đình Tăng Quyến, là vợ con, anh em các cháu đổi hoài trong đại gia đình của ông Ngô Văn Minh. Bây giờ này cũng xin được trân trọng kính mời toàn thể thân nhân gia đình Tăng Quyến, là vợ con, anh em các cháu đổi hoài trong đại gia đình của ông Ngô Văn Minh, những ai phải chịu phần quan tang. Giờ này chúng ta hãy khẩn trương trở về chức năng ánh tiền để nghi thức lễ phát phục quan tang sẽ được tiến hành trọng thể. Và xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho gia tộc họ Lội, dòng tộc họ Ngô,
sẽ nên điều hành buổi lễ phát phục ngân tang cho toàn thể thân nhân gia đình tang quyến, vợ con và anh em các cháu nội ngoại trong đại gia đình của ông Ngô Văn Vinh. Vâng, xin trân trọng kính mời. Tổ chức lễ tang và gia đình xin kính mời bà quả phụ, các con, các cháu, anh em cùng họ nội, họ ngoại về trước linh cữu của ông để chúng ta nhận khăn tang. Xin kính mời bà quả phụ Nguyễn Thị Loan lên nhận tang chồng. Xin kính mời cháu Ngô Tùng Lâm là con trai lên nhận khăn tang bố. Tiếp theo xin mời cháu Ngô Thảo Anh là con gái lên nhận khăn tang bố. Mời gia đình ông Bác lên nhận thằng em. Tiếp theo xin kính mời gia đình ông Ngát lên nhận thằng em. Xin kính mời gia đình bà Án lên nhận tang em. Tiếp theo xin mời cô Án lên nhận tang em. Theo tôi xin kính mời gia đình ông Lạc lên nhận khăn tang. Tiếp theo xin kính mời gia đình ông Hiểu lên nhận tang em. Tiếp theo tôi xin kính mời gia đình ông Bình, ông Phật, ông Thẹn lên nhận khăn tang. Tiếp theo tôi xin kính mời gia đình ông Bạc lên nhận khăn tang. Tôi xin kính mời bà Hương lên nhận tang. Tôi xin kính mời bà Hương lên nhận tang. Tiếp theo tôi xin kính mời gia đình ông Công, ông Hoành và Hào Lai lên nhận tang. Tôi xin kính mời gia đình ủng hộ và Lan Phong lên nhận tang. Tiếp theo tôi xin kính mời gia đình Hùng Luôn lên nhận tang.
phần tiếp theo tôi xin kính mời bác lớn lên nhận ra. Tiếp theo tôi xin kính mời gia đình Hữu Hòa Bảo Vũ lên nhận ra theo. Tôi xin kính mời gia đình Bắc Yên lên nhận trang. Tiếp theo tôi xin kính mời gia đình Bắc Minh, Bắc Hoa, Bắc Nguyệt lên nhận trang. Tiếp theo tôi xin kính mời Bắc Hải lên nhận trang. Mời Bắc Hải. Chúng ta xin kính mời ông bà đàn lên nhận ra nghe. Tiếp theo tôi xin kính mời bác Hồng lên nhận ra chú. Tiếp theo tôi xin kính mời ông Mai lên nhận ra anh, bác Chính lên nhận ra chú. Tôi xin kính mời gia đình bà Phụ, Bắc Trụ, Bắc Quyền lên nhận trang. Tiếp theo tôi xin kính mời ông bà đại diện cho anh em con cháu lên nhận trang. Tiếp theo tôi xin kính mời bà Ngọt, ông Thuấn lên nhận trang anh. Tiếp theo tôi xin kính mời ông Ma đại diện cho gia đình lên nhận trang anh. Tiếp theo tôi xin kính mời gia đình ông Duyên ở Vĩnh Bảo lên nhận trang anh. Tôi xin kính mời ông Quang, ông Quyết, ông Ôm lên nhận trang anh. Tiếp theo tôi xin kính mời gia đình bà Đán, bà Xuyến lên nhận trang. Tiếp theo tôi xin kính mời các ông Ứng, ông Đỏ, ông Đính, ông Đó, ông Toàn lên nhận trang. Tiếp theo xin kính mời gia đình ông Lực, ông Hiếu lên nhận trang anh. Tôi kính mời bác Thu lên nhận trang. Tiếp theo tôi xin kính mời gia đình bà Cúc, lên nhận trang. Tiếp theo tôi xin kính mời bác Tranh lên nhận trang. Tiếp theo tôi xin kính mời gia đình ông Đồ, họ ngoại của cụ bà lên nhận trang cho anh em con cháu. Tiếp theo xin kính mời ông Quân ở cấp chiến lên nhận trang. Phần tiếp theo ông Quân là ông Quản ở cấp chiến.
theo xin kính mời gia đình bà mẹ ở Lâm Phong. Tiếp theo xin kính mời gia đình ông Trung ở Tiên Thanh, Nguyễn Nhật Giang. Tiếp theo tôi xin kính mời ông Kiên ở Cấp Tiến, Nguyễn Nhật Giang. Tiếp theo tôi xin kính mời bà Lý ở Đoàn Lập, Nguyễn Nhật Giang. Kính thưa các vị, tân quý khách gần xa, giờ phút phát tang đến đây đã tạm dừng. Hiện tại thì còn một số những gia đình mà chưa đến nhận dần tang, thì sau đó sẽ gặp ban tổ chức chúng tôi để chúng tôi phát cái phần tang mà mình phải chịu tang. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, trong một thời gian em tôi lâm bệnh, gia đình, vợ và con cháu cùng toàn thể anh em đã tận tình cứu chữa, nhưng vì bệnh tình quá hiểm nghèo, tôi đã chút hơi thở cuối cùng. Được tin em tôi ra đi theo tiên tổ, các cơ quan đoàn thể, các vị thân quý khách xa gần, bạn bè thân bằng cố hữu, các cơ quan đoàn thể của anh em chúng tôi đang công tác đã về dự lễ chia buồn cùng với gia đình anh em chúng tôi. Thay mặt cho em tôi và các cháu và trong dòng họ Ngô, xin cảm ơn các quý vị, quý ông, quý bà, các cơ quan đoàn thể, các bậc thông gia, liên gia, bạn bè, thân bằng cố hữu gần xa, một lời cảm tạ và xin kính mời các vị ăn trầu uống nước chia buồn cùng với gia đình chúng tôi. Nhận được tin ông Ngô Văn Minh không còn nữa, ông đã hội bá đi xa về cùng với tổ tiên. Giờ này đoàn đại biểu đại diện cho gia tộc họ Ngô không khỏi sự động hồi xúc động với tấm lòng thành kính. Đoàn đã sửa lễ về đặt vòng hoa, đặt lễ dân hương kính viếng hương hồn ông và chịu hồn cùng tang quyến. Xin trân trọng kính mời đoàn. Kính thưa hương hồn ông Ngô Văn Minh, kính mến, kính thưa gia đình tang quyến, kính thưa ban tổ chức lễ tang. Được tin ông qua đời, dòng tộc họ Ngô chúng tôi vô cùng chia sẻ nỗi đau thương cùng tang quyến và rất là cảm kích những tình cảm của ông, một thành viên trong dòng họ đã ra đi. Thay mặt cho dòng họ tộc họ Ngô hôm nay đứng trước đinh sảng ông là các thành viên của dòng họ đã nghiêng kính cẩn nghiêng mình để vĩnh biệt ông và chia buồn cùng tang quyến. Xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện của dòng họ Ngô lên dương hương. Xin kính mời. Vĩnh biệt ông bắt đầu. Sở mong cũng thật là dòng tộc họ Ngô vững chắc bền, mà đời đời nối tiếp gia truyền tổ tông, tình dòng tộc càng thắm càng bền và nghĩa tình ly biệt lại càng nhớ thương. Hôm nay nhận được tin ông vội vã đi xa về cùng với tổ tiên, giờ này gia đình ông Độ cùng các con các cháu ở quê hương Liên Hào không khỏi sự ngập ngùi xúc động với vành khăn tang, với tình cảm tiếc thương vô hạn.
trở về đặt lễ dâng hương vĩnh biệt khóc ông lần sau cuối. Dạ vâng, cũng thật là nghẹn ngào trong cảnh chia đi. Những trân trọng rất nhiều đến những của gia đình cô gái ở quê hương An Lão, không khỏi sự ngậm ngùi xúc động khi nhận được tin ông vội qua đời về với tổ tiên. Ngậm ngùi với vành khăn tang, gia đình cô gái trở về dâng hương và nói lời vĩnh biệt. Làm là bạn của anh Ngáp. Sau đây không khỏi sự ngậm ngùi xúc động khi nhận được tin ông qua đời. Ngẹn ngào đất sửa lễ về dâng dấp tuần hương kính viếng và chi buồn cùng tang quyến. Theo đất viếng xin trân trọng giới thiệu trở về trước bàn lễ tang của em chiều nay là hai anh Đính, anh Đáo ở Trì Hào. Sau đây không còn sự ngậm ngùi xúc động khi nhận được tin em qua đời. Đất sở lễ về dân hương thương viếng và chi buồn cùng tang quyến trên trọng đời. Xin trân trọng giới thiệu trở về trước bàn lễ tang của bác chiều nay là các cháu tình cảm là bạn của Nâm. Hôm nay nhận được tin bác vội vã đi xa về cùng với tổ tiên, nghẹn ngào xúc động các cháu đã sửa lễ về dâng hương kính viếng hương hồn bác và chia buồn cùng tang quyến. Là cuộc chia đi hôm nay là cuộc chia đi cuối cùng. Thế là rồi anh ra đi mãi mãi về nơi cõi vĩnh hằng cùng với tổ tiên. Giờ này anh chị em cùng các cháu của cô Loan không khỏi sự ngậm ngùi xúc động với vành khăn tang, với tình cảm tiếc thương vô hạn. Giờ này đã trở về trước bàn lễ tang của anh chiều nay, nghẹn ngào dâng thắp tuần hương mà nghẹn ngào dòng lệ thắp nén tương hương thay cho lời vĩnh biệt. Để chúc anh về ăn giấc ngủ ngàn thu. Trở về trước hương đinh, hồn ông chiều nay là anh chị con của cầu thanh, không khỏi sự ngậm ngùi xúc động với tình cảm tiếc thương vô hạn. Giờ này các chị đã trở về đặt lễ dâng hương làm lễ viếng và chia buồn cùng tang quyến. Để tiếp nối phần lễ viếng xin trân trọng giới thiệu nhận được tin ông mãi mãi đi xa về cõi vĩnh hằng cùng với tổ tiên. Lần này đoàn đại diện cho văn phòng kế toán Trần ở Úc là cơ quan của cháu Thảo Anh và cô Thủy giám đốc văn phòng kế toán Trần cơ quan của cháu Thảo Anh vô cùng xúc động với tấm lòng thành kính đã sửa lễ về đặt nắng hoa tươi, đặt lễ dâng hương làm lễ viếng và chi buồn cùng tang quyến. Xin trân trọng mời.
Ban tổ chức cùng gia đình trân trọng giới thiệu, nhận được tin em đã vội vã đi xa về cùng với tổ tiên. Giờ này gia đình anh chị Đọ Hoàn không còn sự ngậm ngùi xúc động, đã sửa lễ về trước bàn lễ tang của em chiều nay, nghẹn ngào đặt lễ dâng thắp tuần hương thương viếng và chia buồn cùng tang quyến. Dạ vâng, đúng thật là ngậm ngùi trong cảnh chia ly mà nén hương tình nghĩa ấm sâu lòng người. Nhận được tin ông mãi mãi đi xa về cõi vĩnh hằng yên nghỉ, đoàn đại diện cho tổ hưu trí bảo hiểm xã hội huyện Tiên Lãng do ông Nguyễn Văn Nhằng đại diện làm trưởng đoàn, giờ này đã sửa lễ về dâng hương kính viếng hương hồn ông và chia buồn cùng tang quyến. Xin trân trọng mời. Vâng, đúng thật là nghĩa tình giây phút biệt ly mà nén hương tình nghĩa ấm sâu lòng người. Được tin ông đã mãi mãi đi xa về cõi vĩnh hằng cùng với tổ tiên, đoàn bảo hiểm xã hội huyện Tiên Lãng do bà Bùi Thị Thư đại diện làm trưởng đoàn đã sửa lễ về đặt vòng hoa, đặt lễ dâng hương kính viếng hương hồn ông và chia buồn cùng tang quyến. Xin trân trọng mời. Dạ vâng, đúng thật là nghĩa tình giây phút biệt ly mà nén hương tình nghĩa ấm sâu lòng người. Trở về trước bàn lễ tang của em chiều nay là chị Nữ Thị Liên nhận được tin em không còn nữa, em đã xuống vội đi xa về cùng với tổ tiên. Chị vô cùng xúc động đã trở về trước bàn lễ tang của em chiều nay, đặt lễ dâng thắp tuần hương thương viếng và chia buồn cùng tang quyến. Trở về trước bàn lễ tang của ông hôm nay, đoàn đại diện cho công ty cổ phần y tế Đông Quy do ông Phạm Chí Cường đại diện làm trưởng đoàn đã sửa lễ về đặt vòng hoa, đặt lễ dâng hương, đặt lễ viếng và chia buồn cùng tang quyến. Xin trân trọng mời. Tang quyến giờ đây là gia đình anh Thông cùng cháu Thu. Bữa nay không còn sự ngậm ngùi xúc động trở về trước bàn lễ tang của em giờ đây, gia đình cùng các cháu đặt lễ dâng hương đặt lễ viếng và chúc em về lưng suối vàng ăn giấc ngủ ngàn thu. Trân trọng giới thiệu lễ viếng của các con ông Lạc ở Bắc Phong. Hôm nay nhận được tin ông mãi mãi đi xa về cùng với tổ tiên, vô cùng xúc động với vành khăn tang, với tình cảm tiếc thương vô hạn, các con của ông Nàng ở Bắc Phong sửa lễ về dâng hương kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Trở về trước bàn lễ tang của anh Triệu Lai là em Đình ở Kiến An, Hải Phòng. Hôm nay nhận được tin anh sớm vội qua đời, giờ này nghẹn ngào xúc động, gia đình em đã sửa lễ về dâng hương kính viếng hương hồn anh và chia buồn cùng tang quyến. Tôi kính xin trân trọng giới thiệu trở về trước bàn lễ tang của em hôm nay là gia đình anh Tuyên ghi đã quay chào Hải Phòng. Giờ này không còn sự kiện nào xúc động đã sửa lễ về dâng hương
kính viếng và chia buồn cùng tam quyến. Giờ này hai em đã sửa lễ về dâng hương kính viếng hương hồn anh và chia buồn cùng tam quyến. Đầu tiên cháu không còn nữa, cháu đã vội vã đi xa về khỏi vĩnh hằng yên nghỉ cùng với tổ tiên. Giờ này các em của Bắc An không khỏi sự nghẹn ngào xúc động, đã trở về đặt lễ dâng thắp tuần hương thương viếng và chia buồn cùng tam quyến. Vâng, đúng thật là nghẹn ngào trong cảnh chia ly. Nhận được tin ông qua đời, đoàn đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Thành, đoàn do ông Đồng đại diện làm trưởng đoàn, không khỏi sự ngậm ngùi xúc động với tấm lòng thành kính. Đoàn đã sửa lễ về đặt vòng hoa dâng hương làm lễ viếng và chia buồn cùng tam quyến. Tiếp theo đến những trân trọng giới thiệu trở về Trương Ninh Hồn Đông hôm nay, đoàn đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Vina, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Yến Giang do bà Giang đại diện làm trưởng đoàn, đã sửa lễ về dâng hương kính viếng hương hồn ông và chia buồn cùng tam quyến. Vâng, lễ viếng của hai anh gia đình tam quyến xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn. Theo lễ viếng xin trân trọng giới thiệu trở về trước bàn lễ tang của cháu chiều hôm nay là vợ chiêm cùng các anh ở quê hương Cấp Tiến. Hôm nay nhận được tin cháu vội vã đi xa về cùng với tổ tiên, gia đình vợ chiêm không khỏi sự nghẹn ngào xúc động, đặt lễ dâng hương thương viếng và chia buồn cùng tam quyến. Nhận được tin ông qua đời, đoàn đại diện cho Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Bảo do ông Nguyễn Văn Triệt đại diện làm trưởng đoàn, đã sửa lễ về đặt vòng hoa, đặt lễ dâng hương đảm lễ viếng và chia buồn cùng tam quyến trân trọng người. Phần lễ viếng của công đức bà gia đình tam quyến xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức tang cùng gia đình xin trịnh trọng giới thiệu, nhận được tin ông qua đời, đoàn đại diện cho Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng do ông Bùi Minh Đức đại diện làm trưởng đoàn, đã sửa lễ về đặt đắng hoa tươi,
đặt lễ dâng hương kính viếng hương linh hồn ông và chia buồn cùng tang quyến. Vâng, đúng thật là nghĩa tình thì sẽ phút biệt đi. Qua đời đoàn đại diện cho phòng giám định bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng do bà Phùng Kim Quế trưởng phòng đại diện làm trưởng đoàn đã sở lễ về dân hương kính viếng hương hồn ông và chia buồn cùng tang quyến. Là các em con của Mở Đích hôm nay nhận được tin anh sớm vội qua đời, không phải sự nghẹn nào xúc động với vành khăn tang. Các em đặt lễ dâng hương kính viếng hương hồn anh, chúc anh về nơi suối vàng an giấc ngủ ngàn thu. Ông qua đời. Giờ này đoàn đại diện cho công ty bảo hiểm PVI Duyên Hải do anh Nguyễn Thành Long, phó giám đốc đại diện làm trưởng đoàn đã sở lễ về đặt lãng hoa tươi, đặt lễ dâng hương đảm lễ viếng và chia buồn cùng tang quyến, trân trọng kính mời. Tổ chức đang cùng gia đình xin trịnh trọng giới thiệu nhận được tin ông qua đời đoàn đại diện cho công ty cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương do ông Phạm Bái Huy phó giám đốc làm trưởng đoàn đã trở về đặt vòng hoa đặt lễ dâng hương kính viếng hương hồn ông. Về trước bàn lễ tang trên đinh vị ông hôm nay, đoàn đại diện cho bảo hiểm xã hội quận Kiến An do bà Ngô Phí Duyên phó giám đốc đại diện làm trưởng đoàn đã sở lễ về đặt vòng hoa dâng hương kính viếng hương hồn ông và chia buồn cùng tang quyến. Trọng giới thiệu nhận được tin ông qua đời đoàn bảo hiểm xã hội quận Ngô Quyền do bà Trịnh Thị Thanh Huyền phó giám đốc làm trưởng đoàn đã sở lễ về đặt vòng hoa đặt lễ dâng hương làm lễ viếng và chia buồn cùng tang quyến, trân trọng mời. Trọng giới thiệu trở về trước bàn lễ tang của ông hôm nay đoàn bảo hiểm xã hội quận Lê Chân do ông Nguyễn Tưởng Vân giám đốc đại diện làm trưởng đoàn đã sở lễ về đặt vòng hoa đặt lễ dâng hương làm lễ viếng và chia buồn cùng tang quyến.
trở về trước linh hồn ông hôm nay là đoàn đại diện cho đơn vị bảo hiểm xã hội Bạch Long Vĩ do ông Khúc Văn Đức đại diện làm trưởng đoàn. Tất giờ lễ phải đặt vòng hoa, đặt đế, dâng hương đặt đế viếng và chi buồn cùng tang quyến trân trọng người. Dạ vâng, đúng thật là nghĩa tình trong cảnh chia ly. Nhận được tin cháu sớm vội qua đời, giờ này cô giáo cô Bình ở Tân Đập Đoàn Đập không còn sự ngậm ngùi xúc động, đã sửa lễ về dâng hương thương viếng cháu và chia buồn cùng tang quyến. Thằng cùng với tổ tiên, gia đình bà Phạm Thị Yến ở khu 7 thị trấn là bàn với bà Loan, giờ này đã sửa lễ về dâng hương kính viếng hương hồn ông và chia buồn cùng tang quyến. Đối phần đế viếng ban tổ chức đang cùng gia đình trân trọng giới thiệu trở về trước linh hồn ông hôm nay là đoàn đại diện cho Ủy ban Nhân dân xã Vinh Quang do bà Phạm Thị Nhiên, phó chủ tịch đại diện làm trưởng đoàn. Nhận được tin ông qua đời, đoàn sửa lễ về đặt vòng hoa, đặt lễ dân hương kính viếng chia buồn cùng ta quyến trên trọng người. Viếng xin trân trọng giới thiệu nhận được tin ông qua đời, đoàn đại diện cho bảo hiểm xã hội quận Dương Kinh do ông Ngô Thanh Tùng, phó giám đốc đại diện làm trưởng đoàn, đã sửa lễ về dâng hương kính viếng hương hồn ông và chia buồn cùng tang quyến. Dạ vâng, đến viếng của đoàn. Phần đế viếng xin trân trọng giới thiệu nhận được tin ông đã vội vã đi xa về quê vĩnh hằng yên nghỉ, giờ này gia đình thông gia với ông bà Sơn Nam ở Chí Linh Hải Dương, gặp mùi xúc động với nghĩa tình đạo nghĩa thông gia trăm năm giữ tròn. Hôm nay gia đình thông gia với ông bà Sơn Nam đã sửa lễ về dâng hương kính viếng hương hồn ông và chia buồn cùng tang quyến. Cùng gia đình trân trọng giới thiệu cho về trước bàn lễ tang của ông là đoàn bảo hiểm xã hội huyện Kiến Thụy do ông Nguyễn Tiến Quân, phó giám đốc đại diện làm trưởng đoàn, đã sửa lễ về đặt vòng hoa, đặt lễ dâng hương kính viếng hương linh hồn ông chia buồn cùng tang quyến. Trọng giới thiệu lễ viếng của chú Hòa, hưu trí bảo hiểm xã hội huyện Tiên Lãng. Hôm nay nhận được tin cháu qua đời, chú đã trở về dâng hương thương viếng và chia buồn cùng tang quyến. Nhận được tin ông qua đời, đoàn đại diện cho bảo hiểm xã hội quận Hải An do ông Vũ Ngọc Minh, giám đốc đại diện làm trưởng đoàn, đã sửa lễ về trước linh hồn ông với tấm lòng thành kính. Đoàn đặt vòng hoa, đặt đế, dâng hương đặt đế viếng, xin trân trọng kính mời. Dạ vâng, đúng thật là nghĩa tình giây phút biển đi. Chú Khảm ở đội 4 hôm nay nhận được tin cháu qua đời, giờ này chú đã trở về có tuần nhang thương thương viếng và chia buồn cùng tang quyến. Đoàn đại diện công ty cổ phần Hải Đăng do bà Phùng Thị Lan đại diện làm trưởng đoàn, với tấm lòng thành kính, đoàn đã sửa lễ về dâng hương
kính viếng hương hồn ông và chia buồn cùng tang quyến. Tiếp theo lễ viếng trân trọng giới thiệu lễ viếng của các em khoa Thúy Linh Quyến ở khoa ngoại trung tâm y tế bệnh viện huyện Tiên Áng. Giờ này nhận được tin anh qua đời với tấm lòng thành kính, các em đã sở lễ về dân hương kính viếng hương hồn anh, chia buồn cùng tang quyến. Ban tổ chức đã cùng gia đình xin trịnh trọng giới thiệu, nhận được tin ông mãi mãi đi xa về cõi vĩnh hằng cùng với tổ tiên. Đoàn đại biểu đại diện cho Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Tiên Áng do ông Phạm Văn Tỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn làm trưởng đoàn, đã trở về đặt vòng hoa dâng hương đảnh lễ viếng, xin trân trọng kính mời. Dạ vâng, đúng thật là nghĩa tình giây phút biệt đi mà nét hương tình nghĩa ống sâu lòng người. Theo lễ viếng trân trọng giới thiệu lễ viếng của Đoàn Bảo hiểm xã hội quận Hồng Bàng do Phó Giám đốc Phạm Thanh Tuấn đại diện làm trưởng đoàn, đã sở lễ về đặt vòng hoa, đặt lễ dâng hương làm lễ viếng, xin trân trọng kính mời. Vâng, lễ viếng của đoàn đại diện cho Bảo hiểm xã hội quận Hồng Bàng đã được chu viên hoàn thất. Tiểu lễ viếng của các cháu Thành Yên hôm nay nhận được tin cầu sớm vội qua đời, các cháu đã sửa lễ về dâng hương kính viếng hương hồn cầu và chia buồn cùng tang quyến. Tiếp nối phần lễ viếng, ban tổ chức đã cùng gia đình xin trịnh trọng giới thiệu, nhận được tin ông qua đời, đoàn đại biểu đại diện cho Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Quyết Tiến do bà Phạm Thị Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân làm trưởng đoàn, đã trở về đặt vòng hoa, đặt lễ dâng hương đảnh lễ viếng, xin trân trọng kính mời. Những trân trọng giới thiệu lễ viếng của đoàn công ty thủy lợi Tiên Áng do ông Nguyễn Thanh Hải, chủ tịch đại diện làm trưởng đoàn, đã sở lễ về đặt vòng hoa, đặt lễ dâng hương kính viếng hương hồn ông và chia buồn cùng tang quyến. Giới thiệu lễ viếng của đoàn công an huyện Tiên Áng do đồng chí thượng tá Trần Thanh Hải, đại diện làm trưởng đoàn, đã sở lễ về đặt vòng hoa, đặt lễ dâng hương kính viếng hương hồn ông, chia buồn cùng tang quyến. Ban tổ chức đã cùng gia đình xin trịnh trọng giới thiệu, nhận được tin ông qua đời, đoàn đại biểu đại diện cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Tiên Áng, đoàn do đồng chí Nguyễn Ngọc Huy, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn, đã trở về đặt vòng hoa, đặt lễ dâng hương làm lễ viếng, xin trân trọng kính mời. Những trân trọng giới thiệu lễ viếng của đoàn đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hồng Thắng do ông Nguyễn Văn Bến đại diện làm trưởng đoàn, đã trở về đặt vòng hoa dâng hương đảnh lễ viếng, xin trân trọng kính mời.
trọng giới thiệu lễ viếng của Đoàn Bảo hiểm xã hội quận Đồ Sơn do ông Nguyễn Xuân Hồng, giám đốc làm trưởng đoàn, đã sở lễ về đặt vòng hoa dâng hương đảnh lễ viếng, xin trân trọng kính mời. Trong giới thiệu nhận được tin ông qua đời, đoàn đại diện cho trung tâm phát triển quỹ đất huyện do ông Nguyễn Quyết Thắng, giám đốc trung tâm làm trưởng đoàn, đã trở về đặt lễ dâng hương kính viếng hương hồn ông, chia buồn cùng tang quyến. Những trân trọng giới thiệu lễ viếng của phòng y tế huyện Tiên Nắng do ông Nguyễn Văn Đường, trưởng phòng đại diện làm trưởng đoàn, đã sở lễ về dân hương kính viếng hương hồn ông. Kế tiếp theo lễ viếng trân trọng giới thiệu trở về trước bàn lễ tang trên linh vị anh chiều nay là các em tình cảm là bạn của chị Loan, nên nhận được tin anh qua đời không khỏi sự bùi ngùi xúc động với tấm lòng thành kính. Các em đã sở lễ về dân hương kính viếng hương hồn anh, đoàn do em Tuyền đại diện làm trưởng đoàn trân trọng kính mời. Giới thiệu lễ viếng của đoàn đại diện cho Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Tiên Nắng do ông Đương Văn Thắng, giám đốc làm trưởng đoàn, đã sở lễ về dâng hương kính viếng hương hồn ông, chia buồn cùng tang quyến. Tuấn Hồng chỉ rỡ, hôm nay nhận được tin em sớm vội qua đời vô cùng xúc động. Giờ này các chị đã sửa lễ về dân hương thương viếng em và chia buồn cùng tang quyến. Lễ viếng ban tổ chức cùng gia đình xin trịnh trọng giới thiệu. Nhận được tin ông qua đời, đoàn đại diện cho Đảng ủy, Ban giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiên Nắng do bà Trần Thị Thúy, giám đốc làm trưởng đoàn, đã sở lễ về đặt vòng hoa, đặt lễ dâng hương kính viếng hương hồn ông và chia buồn cùng tang quyến, xin trân trọng kính mời. Trong giới thiệu lễ viếng của đoàn công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Tiên Nắng do ông Phạm Văn Tầm, giám đốc làm trưởng đoàn, đã sở lễ về đặt vòng hoa dâng hương đảnh lễ viếng, xin trân trọng kính mời. Là bác thi bác nghỉ Thái Bình, giờ này nhận được tin em không còn nữa, em đã mãi mãi đi xa về với tổ tiên. Các bác vô cùng xúc động trở về dâng hương thương viếng em và chia buồn cùng tang quyến. Nhận được tin bác đã vội vã đi xa về cùng với tổ tiên. Giờ này đoàn các cháu đại diện cho tập thể Hội đồng môn lớp 12A3 niên khóa 2019-2022 là bạn của Tùng Lâm, là con trai của bác, vô cùng xúc động đoàn hội đồng môn các cháu trở về đặt vòng hoa, đặt lễ dâng hương kính viếng hương hồn bác và chia buồn cùng tang quyến. Tiếp theo đến những trân trọng giới thiệu lễ viếng của đoàn bảo hiểm xã hội huyện An Dương do ông Bùi Văn Hà, giám đốc làm trưởng đoàn, đã sở lễ về đặt vòng hoa dâng hương kính viếng hương hồn ông và chia buồn cùng tang quyến. Tiếp theo lễ viếng trân trọng giới thiệu lễ viếng của em Đỗ
Phương Đông Khiêm Huyền, khấp cử nhân chính trị. Hôm nay nhận được tin anh sớm vội qua đời, không khỏi sự bàng hoàng xúc động. Hai anh em đã sửa lễ về dân hương kính viếng hương hồn anh và chia buồn cùng tang quyến. Theo lễ viếng trân trọng giới thiệu lễ viếng của anh Toàn ở quê hương Hảo Lai, Cấp Tiến. Hôm nay nhận được tin em sớm vội qua đời, không khỏi sự ngậm ngùi xúc động với vành khăn tang. Anh đã trở về dân thấp tuần hương thương viếng, xin trân trọng kính mời. Để tiếp theo lễ viếng trân trọng giới thiệu lễ viếng của đoàn đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Thuận do bà Vũ Thị Ngân đại diện làm trưởng đoàn, đã sửa lễ về dân hương kính viếng hương hồn ông và chia buồn cùng tang quyến. Giới thiệu lễ viếng của đoàn đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nam Hưng, đoàn do ông Nguyễn Văn Tuyên, Bí thư Đảng ủy làm trưởng đoàn, đã trở về đặt vòng hoa dâng hương đảng lễ viếng, trân trọng kính mời. Trân trọng giới thiệu trở về chương linh hồn ông hôm nay, đoàn đại diện cho Hội Văn nghệ Dân gian thành phố Hải Phòng do bà Nguyễn Ngọc Vương đại diện làm trưởng đoàn, đã sửa lễ về dân hương kính viếng hương hồn ông và chia buồn cùng tang quyến. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch hương linh chú Ngô Văn Minh, kính thưa gia đình hiếu chủ, tôi là Nguyễn Ngọc Phương cùng gia đình bà Phạm Thị Nháng ở đội 5 thôn Kinh Lương, xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, là người trong gia đình nay nhận tin chú 250 về quy tiên tổ. Gia đình tôi cũng kịp về thắp nén hương thơm để tỏ lòng tôn kính và vô cùng thương tiếc hương linh chú. Kính thưa toàn thể lễ hiếu, trong giờ phút đau thương mất mát này, chúng tôi không biết nói lời gì hơn cả, chỉ biết kính chúc cho hương linh của chú được thanh thản, an lạc, trường sinh nơi Phật quốc, và kính chúc cho gia đình hiếu chủ được mạnh khỏe, đoàn kết để lo việc lễ hiếu và tiễn đưa chú về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa toàn thể lễ hiếu, cũng trong giờ phút thiêng liêng này, để chuẩn bị tiễn biệt một dấu thân buông rớt, chúng tôi xin một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Trân trọng giới thiệu lễ viếng của các em ở Trung tâm Y tế Tiên Lãng, tình cảm là bạn của chị Loan. Hôm nay nhận được tin anh sớm vội qua đời, các em không khỏi sự bùi ngùi xúc động với tấm lòng thành kính, đã sửa lễ về dân hương kính viếng hương hồn anh và chia buồn cùng tang quyến. Lễ viếng trân trọng giới thiệu lễ viếng của các anh chị em công tác với Loan. Hôm nay nhận được tin anh qua đời, không khỏi sự nghẹn ngào xúc động. Giờ này các chị em công tác với Loan đã sửa lễ về dân hương kính viếng và chia buồn cùng tang quyến. Cho công ty quản lý tàu biển TTC, hôm nay nhận được tin ông qua đời với tấm lòng thành kính, đoàn đã sửa lễ về đặt vòng hoa, đặt lễ dâng hương kính viếng hương hồn ông và chia buồn cùng tang quyến.
Thì tiếp theo đến những trân trọng giới thiệu trở về chức linh hồn ông hôm nay là đoàn đại biểu Bệnh viện Đa khoa An Lão do ông Vũ Văn Vui, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn đã sửa lễ về đặt vòng hoa dâng hương làm lễ viếng. Xin trân trọng kính mời. Những trân trọng giới thiệu lễ viếng của đoàn công ty xây dựng tổng hợp Thành Đức do anh Công đại diện làm trưởng đoàn. Giờ này đoàn đã sửa lễ về đặt vòng hoa, đặt đế dâng hương làm lễ viếng và chi buồn cùng tăng quyến trân trọng kính mời. Giờ này các em trở về đặt đế dâng hương kính viếng hương hồn anh và chia buồn cùng tác quyến. Trở về trước bàn lễ tang của anh hôm nay là các em khuyến, em oánh, em oanh, em dung không khỏi sự nghẹn ngào xúc động với vành khăn tang nhận được tin anh sớm vội qua đời. Giờ này các em đã trở về đặt đế dâng hương kính viếng hương hồn anh và chúc anh về nơi suối vàng an giấc ngủ ngàn thu. Nối phần lễ viếng xin trân trọng giới thiệu trở về trước bàn lễ tang của ông hôm nay là các trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở xã Kiến Thiết nhận được tin ông qua đời ngậm ngùi xúc động với tấm lòng thành kính. Đoàn đã sửa lễ về đặt vòng hoa, đặt lễ dâng hương kính viếng hương linh hồn ông và chia buồn cùng tác quyến. Trân trọng giới thiệu lễ viếng của các em Duyệt Hùng, Dũng với Vắng Vợ. Hôm nay nhận được tin anh mãi mãi đi xa về cùng với tổ tiên, gặp vùi với bệnh khăn tang với tình cảm thiết thương sâu đậm. Các em trở về dân hương vĩnh biệt anh lần sau cuối. Bác Vũ Đức Cảnh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Giờ này không khỏi sinh động ngồi xúc động khi nhận được tin anh vội qua đời. Bác đã trở về đặt lễ dâng hương làm lễ viếng và chia buồn cùng tang quyến. Thế là rồi ông ra đi mãi mãi về cùng với tổ tiên. Giờ này các con các cháu của bà ám không khỏi sự nghẹn ngào xúc động với vảy khăn tang, với tình cảm thiết thương vô hạn, với nén tâm hương thay cho lời vĩnh biệt để chúc ông về an giấc ngủ ngàn thu. Dạ vâng, đúng thật là vảy khăn tang nói nên lời đi biệt. Kể từ nay xa vắng bóng ông rồi, ông dưng cách biệt đôi đường chia xa. Để tỏ lòng thành kính trước linh hồn ông, cho phép tôi đề nghị đoàn dành một phút vĩnh biệt. Phút vĩnh biệt xin phép được bắt đầu. Tiếng của đoàn đại diện cho trường mầm non Khởi Nghĩa. Giờ này nhận được tin ông qua đời, đoàn đã sửa lễ về dâng hương kính viếng và chia buồn cùng tang quyến. Trong giới thiệu lễ viếng của đoàn đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tiên Thanh, đoàn do ông đoàn
Văn San chủ tịch làm trưởng đoàn đã trở về đặt vòng hoa đặt lễ dâng hương đặt lễ viếng. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng giới thiệu trở về chức linh hồn ông hôm nay, đoàn đại biểu đại diện cho Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bạch Đằng do đồng chí Đào Duy Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân làm trưởng đoàn đã trở về đặt vòng hoa dâng hương đảnh lễ viếng. Xin trân trọng kính mời. Trọng giới thiệu lễ viếng của đoàn đại diện cho công ty đầu tư thương mại Sơn Trang do ông Nguyễn Thế Doãn giám đốc làm trưởng đoàn đã dự lễ về dâng hương làm lễ viếng. Xin trân trọng kính mời. Dạ vâng, để tiếp nối phần lễ viếng chiều nay, ban tổ chức các cùng gia đình xin trịnh trọng giới thiệu. Nhận được tin ông qua đời, đoàn đại biểu đại diện cho Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kiến Thiết, đoàn do ông Nguyễn Sơn Hải, huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy xã đại diện làm trưởng đoàn đã trở về đặt vòng hoa, đặt lễ dâng hương, kính viếng hương hồn ông và chia buồn cùng tác quyến. Tiếp theo đến những trân trọng rất nhiều lễ viếng của đoàn cán bộ và nhân dân thôn Nam Tử một. Giờ này không khỏi sự ngậm ngùi xúc động với tấm lòng thành kính, đoàn đã sửa lễ về đặt vòng hoa dâng hương kính viếng hương hồn ông và chia buồn cùng tang quyến. Trân trọng giới thiệu trở về chức linh hồn ông hôm nay là đoàn đại diện cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Tiên Lãng do bà Đào Thị Thanh, Phó Giám đốc làm trưởng đoàn đã trở về đặt vòng hoa, đặt lễ dâng hương làm lễ viếng. Xin trân trọng kính mời. Nhiều lễ viếng của chị Thủy ở khoa xét nghiệm Em Thành ở phòng viện phí khu 8 thị trấn hôm nay nhận được tin anh qua đời, giờ này đã sửa lễ về dâng hương kính viếng, trân trọng kính mời. Theo lễ viếng trân trọng giới thiệu lễ viếng của đoàn đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Phú Tài Linh do ông Bùi Đình Đông, trưởng phòng nhân sự đại diện làm trưởng đoàn đã sửa lễ về đặt vòng hoa, đặt lễ dâng hương làm lễ viếng. Xin trân trọng kính mời. Những trân trọng giới thiệu lễ viếng của đoàn đại diện cho Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tử Cường do ông Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đã trở về đặt vòng hoa, đặt lễ dâng hương đặt lễ viếng. Xin trân trọng kính mời. Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tiên Cường sau này nhận được tin ông qua đời, đại diện đoàn sửa lễ về dâng hương kính viếng trân trọng kính mời. Lễ viếng của anh Khoát ở quê hương Thanh Trì là anh của cô Cảnh, hôm nay nhận được tin em qua đời, sau này anh đã sửa lễ về dâng hương thương viếng và chia buồn cùng tang quyến. Vâng, để tiếp nối phần lễ viếng, ban tổ chức cùng gia đình trân trọng giới thiệu trở về trước bàn lễ tang của ông hôm nay là các cơ quan phòng lao động thương binh và xã hội, chi cục thống kê, phòng nội vụ của huyện đã nhận được tin ông qua đời với tấm lòng thành kính,
đoàn đã sở lễ về dâng hương kính viếng hương hồn ông và chia buồn cùng tang quyến. Dạ vâng, chúng tôi đã viếng xin trân trọng giới thiệu cho về trước bàn lễ tang của em giờ đây là anh Nam Chỉ Len anh Đọc, là bạn của em Minh. Hôm nay nhận được tin em qua đời gặp người xúc động. Sau này các chị trở về đặt lễ dâng thấp tuần hương thương viếng và chia buồn cùng tang quyến. Lễ viếng của đoàn đại diện cho tập thể lớp nha 12 trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Sau này với tấm lòng thành kính, đoàn đã sửa lễ về dâng hương đặt lãng hoa tươi. Đặt lễ dâng hương đặt lễ viếng xin trân trọng kính mời. Trung học cơ sở tiểu học thị trấn Tiểu học Minh Đức mầm non thị trấn do cô Lê Thị Nguyệt làm trưởng đoàn đã sửa lễ về dâng hương đặt lễ viếng xin trân trọng kính mời. Dạ vâng, phần lễ viếng của quý đoàn đại diện cho các trường trung học cơ sở tiểu học thị trấn Tiểu học Minh Đức mầm non thị trấn đã được chú viên hoàn tất tất tất. Xin trân trọng giới thiệu trở về trước bàn lễ tang của ông chiều nay là đoàn đại biểu đại diện cho Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Quang Phục do ông Đỗ Văn Huy, Bí thư Đảng ủy làm trưởng đoàn đã trở về đặt vòng hoa, đặt lễ dâng hương, đặt lễ viếng, xin trân trọng mời. Giới thiệu lễ viếng của đoàn đại diện cho chi cục thuế khu vực Vĩnh Bảo, Tiên Nắng do ông Phạm Văn Ca, Phó Chi cục trưởng đại diện Đảng trưởng đoàn đã trở về đặt vòng hoa, đặt lễ dâng hương, đặt lễ viếng xin trân trọng kính mời. Trở về trước bàn lễ tang của chú sở đây là gia đình các cháu Lan Thanh, Trời Khương, Xoa Khả là bạn của cô Loan. Giờ này không khỏi sự ngậm ngùi xúc động đã sửa lễ về dâng thấp tuần hương làm lễ viếng và sẻ chia nỗi buồn thương cùng tang quyến. Phòng giới thiệu lễ viếng của dì Nhàn ở thôn Nam Tử 2. Hôm nay nhận được tin cháu sớm vội qua đời về với tổ tiên, dì không khỏi sự ngậm ngùi xúc động trở về dâng hương thương viếng và chia buồn cùng tang quyến. Vâng, để tiếp nối phần lễ viếng xin trân trọng giới thiệu nhận được tin ông qua đời đoàn đại diện cho Bảo hiểm xã hội huyện An Lão do bà Nguyễn Thị Thúy giám đốc làm trưởng đoàn đã sửa lễ về đặt vòng hoa, đặt lễ dâng hương, đặt lễ viếng trân trọng kính mời. Xã hội huyện Thủy Nguyên, đoàn do ông Nguyễn Văn Nhiên giám đốc làm trưởng đoàn đã trở về đặt vòng hoa dâng hương làm lễ viếng xin trân trọng kính mời. Vâng, phần lễ viếng của đoàn đại diện Bảo hiểm xã hội huyện Thủy Nguyên đã được chú viên hoàn tất. Nhận được tin ông qua đời, đoàn đại biểu đại diện cho Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cấp Tiến, đoàn do đồng chí Phạm Công Tám, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã làm trưởng đoàn đã trở về đặt vòng hoa, đặt lễ dâng hương, đặt lễ viếng xin trân trọng kính mời.
Giờ này không còn sự ngậm ngùi xúc động khi nhận được tin anh qua đời. Giờ này gia đình các em đã trở về đặt lễ dâng hương, kính viếng hương hồn anh và chia buồn cùng tang quyến. Dạ vâng, phải điều lễ viếng của anh Trường ở đội 3 cấp tiến. Hôm nay nhận được tin em sớm vội qua đời. Sau này anh đã trở về đặt lễ dâng hương thương viếng và chia buồn cùng tang quyến. Trở về trước bàn lễ tang của ông hôm nay, đoàn đại diện công ty Tôn Anh Việt do bà Lương Thị Thanh Mai đại diện làm trưởng đoàn đã sửa lễ về đặt vòng hoa, đặt lễ dâng hương kính viếng hương hồn ông và chia buồn cùng tang quyến. Trở về trước hương linh hồn ông hôm nay là các con cháu của bác Liều bác Hiên. Giờ này không còn sự ngậm ngùi xúc động với vảnh khăn tang, đã trở về đặt lễ dâng hương kính viếng và chúc ông về nơi cõi vĩnh hằng an giấc ngủ ngàn thu. Về trước bàn lễ tang của ông hôm nay, đoàn đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Giang Nam do ông Đoàn Ngọc Minh đại diện làm trưởng đoàn đã sửa lễ về đặt nắng hoa tươi, đặt lễ dâng hương đặt lễ viếng và chia buồn cùng tang quyến. Xin trân trọng mời. Lễ viếng xin trịnh trọng giới thiệu. Trở về trước bàn lễ tang của ông hôm nay, đoàn đại biểu đại diện cho Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Đông Hưng do ông Nguyễn Văn Toàn Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đã trở về đặt vòng hoa, đặt lễ dâng hương, đặt lễ viếng. Xin trân trọng mời. Thế là cổ chia đi hôm nay là cổ chia đi cuối cùng. Thế là rồi chú ra đi mãi mãi về cùng với tổ tiên. Giờ này gia đình anh bác cùng các cháu không khỏi sự ngậm ngùi xúc động với vận khăn tang, với tình cảm tiếc thương vô hạn, đã trở về nhà đào dân thấp tâm hương thay cho lời vĩnh biệt để chúc chú về an giấc ngủ ngàn thu. Phần lễ viếng ban tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng giới thiệu. Nhận được tin ông qua đời, đoàn đại biểu đại diện cho phòng văn hóa thông tin huyện Tiên Áng do đồng chí Mai Đảm Thanh Vân trưởng phòng đại diện làm trưởng đoàn đã trở về đặt lễ dâng hương kính viếng hương hồn ông và chia buồn cùng tang quyến. Xin trân trọng mời. Đảm lễ viếng xin trân trọng kính mời.
trở về trước bàn lễ tang của ông hôm nay. Đoàn đại diện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Tiên Lãng do ông Trần Thành Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn, đã trở về đặt lễ dâng hương đảnh lễ viếng trân trọng người. Giới thiệu lễ viếng của cháu Hoài, cháu Hiền ở chung cư khu 8 thị trấn Tiên Lãng. Hôm nay nhận được tin chú qua đời, ngậm ngùi với vành khăn tang, các cháu trở về dâng hương kính viếng hương linh hồn chú và chia buồn cùng tam quyến. Quốc Thư, Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đã trở về đặt lễ dâng hương đảnh lễ viếng, xin trân trọng người. Vâng, lễ viếng của quý đoàn đại diện cho Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng đã được chu viên hoàn tất. Lễ viếng trân trọng giới thiệu lễ viếng của cháu Nhung, cháu Thắng là cháu của bà Ám. Giờ đây nhận được tin ông qua đời, các cháu đã sửa lễ về dâng thắp tuần hương kính viếng và chia buồn cùng tang quyến. Để chúc em về ăn giấc ngủ ngàn thu. Cho công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thiện nên nhận được tin ông qua đời, đoàn đã sửa lễ về dâng hương đảnh lễ viếng, xin trân trọng kính mời. Đứng trân trọng giới thiệu lễ viếng của đoàn đại diện cho ngân hàng Agribank chi nhánh Vạm Láng do ông Phạm Văn Bằng, phó giám đốc đại diện làm trưởng đoàn, đã trở về đặt vòng hoa dâng hương đảnh lễ viếng, xin trân trọng kính mời. Với tình cảm tiếc thương vô hạn, giờ này đoàn đã trở về đặt lễ dâng hương thương viếng chú và chia buồn cùng tang quyến. Trong qua đời, đoàn đại diện cho công ty M2 Factory Việt Nam giờ này nhận được tin ông qua đời, đại diện đoàn đã sửa lễ về dâng hương kính viếng hương hồn ông và chia buồn cùng tác quyến. Trở về trước linh hồn ông chiều nay là đoàn đại diện cho phòng giáo dục huyện Tiên Lãng nhận được tin ông qua đời. Giờ này đoàn đã sửa lễ về đặt vòng hoa, đặt lễ dâng hương kính viếng hương hồn ông và chia buồn cùng tang quyến. Trong giới thiệu lễ viếng của đoàn đại biểu đại diện cho Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Khởi Nghĩa, đoàn do đồng chí Nguyễn Thị
Bích Huyền bí thư đảng ủy làm trưởng đoàn đã trở về đặt vòng hoa đặt lễ dâng hương đảng lễ viếng. Xin trân trọng kính mời. Dâng hương kính viếng hương linh hồn bàn và chi buồn cùng tăng quyến. Đã trở về đặt lễ dâng hương đảng lễ viếng, xin trân trọng mọi người. Trong giới thiệu lễ viếng của đoàn đại diện cho Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Tiên Áng do ông Nguyễn Đình Trường, giám đốc làm trưởng đoàn, đã trở về đặt vòng hoa dâng hương đảng lễ viếng, xin trân trọng mọi người. Vâng, lễ viếng của đoàn đại diện cho Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Tiên Áng trở về trước bàn lễ tang của ông hôm nay. Đoàn đại diện cho Bưu điện huyện Tiên Áng do bà Đoàn Thị Phương Niên, giám đốc đại diện làm trưởng đoàn, đã trở về đặt vòng hoa, đặt lễ dâng hương đảng lễ viếng và chi buồn cùng tăng quyến trân trọng mời. Vâng, sau khi làm lễ viếng xong mời chị trở lại bàn uống nước chia buồn. Cậu vui xúc động khi nhận được tin em vội vã đi xa về cùng với tổ tiên, với bệnh khăn tang, với tình cảm tiếc thương vô hạn. Gia đình bác đã trở về rất thấp tuần thương thương viếng em và chúc em về nơi suối vàng ăn giấc ngủ ngàn thu. Sau khi làm lễ viếng xong mời gia đình bác trở lại bàn tiếp đón để gia đình đang quyến bày tỏ cảm tạ. Dạ vâng, đúng thật là nghĩa tình hai chữ đồng môn, mà cùng chung một lớp một trường, quên sao cái tuổi học trò đồng môn năm ấy bây giờ là đây.
ơn cha như Thái Sơn cao vời, như đuốc soi tâm hồn dẫn đường con đi. Tình cha tha thiết, lòng cha mênh mông hải hà như vậy. Nhưng chưa một ngày con đền đáp công ơn, để cha vui trong quãng đời còn lại. Ơn cha như Thái Sơn cao bao dung, gọi tùy cương quyền mà lòng thương mến. Trên đường đường soi tâm hồn dẫn con trên đường. Ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn, tình cha tha thiết, lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên che năm gió mưa xa gần, nắng mưa không dần. Nào những khi con buồn, người đến bên vỗ về, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con, trong những khi sai lầm, còn bàn tay cương quyết nào ơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng thương tiếng vô vàn sẽ không mai tàn. Ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường. Ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn. Sửa lễ về đặt vòng hoa, đặt lễ dâng hương, làm lễ viếng và chia buồn cùng tang quyến. Xin trân trọng thời. Vâng, phần lễ viếng của cái đoàn đại diện cho tập thể lớp cử nhân chính trị Hải Phòng, tình cảm là bạn của bản Loan, là đoàn đại diện cho tập thể lớp cao cấp lý luận chính trị A721. Sau đây không phần sự động ngồi xúc động đất sửa lễ về đặt vòng hoa, thân thất tuần hương kính viếng và chia buồn cùng tang quyến. Vâng, cái viếng của quý đoàn gia đình đang quyết hết lòng ghi nhận và trân trọng cảm ơn. Là gia đình con thuyền không còn sự gầm gùi xúc động khi nhận được tin chú mãi mãi đi xa, về với vĩnh hằng yên nghỉ. Nhân ngào giờ này gia đình con trở về đặt nắng hoa, đặt đến dâng thắp tuần hương và nói lời vĩnh biệt. Để viếng, ban tổ chức cùng gia đình trân trọng giới thiệu, nhận được tin ông đã vội vã đi xa về cõi vĩnh hằng cùng với tổ tiên. Giờ này gia đình ông bà Thông Gia với ông bà Minh Loan cùng các cháu là anh chị Thiện Thu, là anh chị của Tuấn, là con rể của ông, giờ này vì điều kiện đường xa cách trở ở miền Úc không về được, cũng đã sửa lễ về đặt nắng hoa tươi, đặt lễ dâng hương kính viếng hương linh hồn ông và chia buồn cùng tang quyến. Đại diện cho tập thể xóm giữa do bà Vũ Thị Hoa đại diện làm trưởng đoàn, giờ này đã sửa lễ về dân hương kính viếng hương hồn ông và chi buồn cùng tang quyến.
Dạ vâng, đúng thật là nghĩa tình hàng xóm với nhau mà liều vui chung sẻ nỗi đau chia cùng. Dạ vâng, đúng thật là tình cảm xóm ngõ bao nhà như một thắp nén hương thơm để thắm thiết tình đời, để tỏ lòng thành kính vĩnh biệt ông lần cuối mãi mãi đi xa về quê vĩnh hằng yên nghỉ. Cho phép tôi đề nghị đoàn khu dân cư chợ chùa hãy kính cẩn nghiêng mình dành một phút vĩnh biệt ông. Phút vĩnh biệt xin phép được bắt đầu. Đoàn Dung Nhanh đại diện làm trưởng đoàn đã dẫn đoàn trở về dân hương đại lễ viếng, xin trân trọng kính mời. Chúc bạn lễ tang của mình giờ đây là đoàn đại diện cho hội đồng ngôn liên khóa 1983-1986. Không khỏi sự ngậm ngùi xúc động khi nhận được tin bạn mình qua đời, đoàn hội đồng ngôn đã sửa lễ về đặt vòng hoa, đặt lễ dâng thắp tuần hương thương viếng bạn và chia buồn cùng tang quyến. Cha yêu ơi, mình còn trong mưa, giờ này ngồi đây lòng thương nhớ cha đã rời xa. Kỷ niệm thơ ngây ngày xưa quá êm đềm, ngọn ngào trong tim năm tháng khó quên. Đêm phút cầm tay cha yêu, mong bao con phải thương yêu nhau. Lời người con xin nguyện luôn khắc sâu dù cuộc đời. Cha yêu ơi, con nhớ không quên ngày đó, khi con thơ khôn lớn bên cha từng ngày. Giờ còn đâu nữa ngọn ngào thơ ấu, cuộc đời ai biết đâu ngày mai. Con không quên năm tháng bao la tình cha, giang đôi tay ôm ấm con thơ vào lòng. Người là anh xa dọn đường con bước, cha ơi mãi không quên tình cha. Vắng bóng cha, nhớ mãi ra người cha yêu xưa. Cha yêu ơi, mình còn trong mưa, giờ
đầy ngồi đây lòng thương nhớ cha đã rời xa. Kỷ niệm thơ ngây ngày xưa quá êm đềm, gọn ngào trong tim năm tháng khó quên. Đến phút cuối cầm tay cha yêu, mong bao con phải thương yêu nhau. Lời người con xin nguyện luôn khắc sâu suốt cuộc đời. Cha yêu ơi, con nhớ không quên ngày đó, khi con thơ khôn lớn lên cha từng. Cha giang đôi tay ôm ấm con thơ vào lòng, người là ánh sáng dọn đường con bước. Cha ơi mãi không quên tình cha. Con lo âu một ngày
không còn được nhìn. Khuôn mặt xưa thân yêu, con xin thời gian, cầu xin thời gian, xin hãy trôi thật khẽ cho con được mãi luôn có cha bên đời. Con lo âu một ngày sẽ vắng bóng cha bên đời, con lo âu một ngày không còn được nhìn. Khuôn mặt xưa thân yêu, con xin thời gian, cầu xin thời gian, xin hãy trôi thật khẽ cho con được mãi luôn có cha bên đời. Con xin thời gian, cầu xin thời gian, xin hãy trôi thật khẽ cho con được mãi luôn có cha bên đời. Giờ này vô cùng xúc động với tấm lòng thành kính, đoàn hội đồng hương đã rửa lễ về đặt vòng hoa, đặt lễ dâng thắp tuần hương làm lễ viếng và chia buồn cùng tang quyến. Điều lễ viếng của các con của ông Khuấy. Giờ này nhận được tin ông mãi mãi đi xa, về quê Vĩnh Hằng yên nghỉ, không khỏi sự bùi ngùi xúc động với vành khăn tang. Giờ này các con của ông Khuấy đã trở về dâng hương kính viếng hương hồn ông và chúc ông về nơi suối vàng an giấc ngủ ngàn thu. Vâng, phải lấy tiếng của quý đoàn các chị gia đình đang đến xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn. Sao cho thơm những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, cha dấu yêu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàng cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm vô lành, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương, cha dạy con biết bao điều. Giờ đây con đã lớn khôn, tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm mộng con sưởi ấm những cánh dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Rách sao cho thương những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Thật là cha ơi cha, là giờ phút tiễn biệt cha chi sắp đến rồi đây, yêu thương không níu nổi được nữa rồi cha ơi. Thế là cuộc chia ly hôm nay là cuộc chia ly cuối cùng. Thế là rồi cha ra đi vĩnh viễn. Thế là kể từ nay là mãi mãi mẹ con đây không còn cha đâu để gọi. Mà giờ này đây ngậm ngùi trước chốn cảnh linh sàng, mà nỗi đau ni biệt đau nào đau hơn. Cha ơi, các con của cha đây vẫn hiểu được rằng con sông kia có nguồn mới chảy, mà hạt thóc vàng có cây mới lên bông. Từ những đấng phàm phu cho đến bậc thanh hiền, ai sinh ra cũng đều phải có cha có mẹ mới nên thân mình, mà ai cũng phải có công lao dưỡng dục có cha có mẹ mới lên thân người. Cha ơi, vậy mà cha ơi, các con của cha đây lớn lên từ đôi bàn tay cha và đôi dòng sữa mẹ. Các con uống ngọt dòng sữa mẹ, các con lại nhớ lời cha ru. Cha mẹ đã táo tần hôm sớm để tìm ra hạt gạo củ khoai, để rồi nuôi cho các con được khôn lớn trưởng thành. Cha ơi, vậy mà công đức ấy cứ đong đầy theo năm tháng, mà các con thì khôn lớn dần lên. Vậy mà cha ơi, bao năm dưỡng dục củ đau ơn sâu các con chưa trả hết, mà nghĩa cả các con chưa kịp báo đền xong. Vậy mà sao cha nỡ vội non bồng cõi tiên, cha để hôm nay đây mẹ con đây ngăn đè dậy đôi đường đi biệt. Cha ơi, mà nghĩa ân thâm thảm thiết ngậm ngùi cúi đầu sáng này cha thôi, mà các con thì cầu chúc cho cha về sống nương nhờ nơi cửa Phật, để cha có Phật thanh thản bình an.
58 mùa xuân thôi phút chốc thế là xong. Cha đã khép lại cánh cửa trần gian để cha về với lớp người thiên cổ. Cha ơi, thế là từ nay mẹ khổ mênh mông, ai chèo nay con thuyền. Cha ơi, thế là thiếu vắng cha rồi. Cha ơi, thế là kể từ nay là mãi mãi mẹ con đây, con đi sớm về không. Mà cha ơi, tìm cha cửa trước, gọi cha cửa sau. Thế là từ nay vẫn tiếng vẫn người, mà từ nay thì mẹ con đây vẫn cả những câu ân tình. Cha ơi, thế là từ nay thì mẹ con đây thiếu vắng cha thật rồi. Cha ơi, thì mẹ con vắng cả khách xa bạn gần. Cha ơi, cha ơi, thế là giờ đi biệt bạn ạ, năm đi biệt cõi dương trần, con cháu biết nhớ ai mà gần ngơ ngày ngắn đêm dài. Nhớ thương cha đã hồi thời đi đâu. Cha ơi, cha đi trăm tháng ngàn sâu, cha đi cha để thương để nhớ, cha để sầu cho mẹ con. Mà từ nay thì mẹ con đây không mỏi mòn đi tìm cha ở nơi nào. Cha ơi, nên là cha ơi, hôm nay đây trời đang nặng, bỗng nổi cơn mưa bụi, gió đầm đìa cành lá tả tơi, đau lòng cho mẹ con lắm. Cha ơi, đêm sương mờ mịt, đất trời ngả nghiêng, mà kẻ năm không có nỗi niềm ai oan, trong điểm hồi từng đoàn tay tên. Cha ơi, một màu khăn trắng nặng nề, mà vạt khăn ướt đẫm hàng mi đọng dày. Ôi cha, ôi mẹ, cha ơi, cha như bóng núi chiều tây, cha đi để lại đêm dày cho mẹ con. Thế là từ nay thì mẹ con đây khóc mỏi mòn đi tìm cha ở chốn nơi nào. Cha ơi, cha ơi, thế là kể từ nay là vinh viên nơi cửa trần đã từ từ khép lại, cõi vinh hằng đã mở cửa ra đón cha về nơi vòng lai tiên cảnh. Cha ơi, mà giờ lại đây ngắm ngồi trước chốn cảnh linh sàn. Cha ơi, mẹ con đây cùng anh em các cháu nội ngoại trong đại gia đình của cha đây, thì thương cha lắm. Cha ơi, cha ơi, thương cha vất vả sớm chiều, mà nó toàn cuộc sống cũng chỉ vì các con. Vậy mà hôm nay đây cha đã phải vội vã đi xa, từ biệt cõi trần gian, từ biệt gia đình mẹ con đây, cùng anh em các cháu nội ngoại trong đại gia đình của cha đây, để cha về nơi cõi vĩnh hằng cùng với tổ tiên. Cha ơi, đúng thật là công cha nghĩa mẹ cao vời, mà nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì con, nên người con phải xót xa, mà đáp đền nghĩa nặng như là trời cao.
đổi ơn chín chữ cù nao. Sinh thành kẻ mây non cao cho vừa, đứng giữa trời đất bao la. Bơ vơ các con đứng xót xa ngậm ngùi, mà cha còn đâu nữa trên đời. Khi cha đã khuất như diều đứt dây, cha ơi cuộc đời như trái ớt chín cây, trái ngọt thì ít, trái cây thì nhiều, mà các con nay chỉ bao điều, nhưng không chịu nổi thân diều đứt dây. Cha ơi trước giờ vĩnh biệt cha về nơi an nghỉ cuối cùng, cha ơi mà cha cho mẹ con đây khóc lời tiễn biệt, để rồi tiễn đưa cha về nơi an nghỉ vĩnh hằng, an giấc ngủ ngàn thu. Giờ này đây mẹ con đây cùng anh em các cháu nội ngoại trong đại gia đình của cha đây. Cha ơi với em trong hương thành kinh trước hương linh hồn cha, chúng cha xuôi đò về quê tổ chốn niết bàn hội ngộ gặp gia tiên. Là cha ơi, giờ này đây cũng chỉ còn ít phút nữa mà thôi, để rồi cha về nơi chốn phương xa vời. Giờ này đây mẹ con đây xin được thành kính trước hương linh hồn cha, và bái này cha lần sơ cuối, để thành kính chúc cha về quận vĩnh hằng an giấc ngủ thiên thu. Vâng, thân nhân gia đình đáng quyến, giờ này chúng ta hãy thành kính bái biệt ông Ngô Văn Bình hài lễ. Bây giờ này trân trọng kính mời các quý vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kiến Thiết, cùng các quý vị đại biểu đại diện cho các vị đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng sẽ trở về trước những án tiền trước hương linh hồn ông Ngô Văn Bình, để cùng với gia đình và họ tộc nội ngoại sẽ tiến hành long trọng tổ chức nghi thức lễ truy điệu và lễ đồng tiên đưa ông Ngô Văn Bình về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các vị quý khách gần xa, thưa gia đình tang quyến, ông Ngô Văn Minh sinh năm 1966, sinh trú quán thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được anh em, con cháu, gia đình và dòng họ tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng do căn bệnh quá hiểm nghèo, ông đã tạ thế vào hồi 19 giờ 24 phút ngày 31 tháng 1 năm 2023, tức ngày 10 tháng 1 âm lịch. Ông hưởng thọ 58 tuổi. Sau khi nhận được tin ông qua đời, ban lãnh đạo thôn, ban công tác mặt trận đã báo cáo với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, thông báo tới dòng họ thành lập ban tổ chức tang lễ theo nghi thức phong tục tập quán của địa phương. Về dự lễ truy điệu, lễ tiễn đưa ông hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ở xã có các vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các ban ngành đoàn thể trong xã. Ở thôn có các vị đại diện cho cấp ủy, chi bộ, ban lãnh đạo thôn, ban công tác mặt trận và toàn thể bà con nhân dân trong làng, các vị quý khách gần xa đã về dự đông đủ. Để vĩnh biệt một thành viên của Mặt trận Tổ quốc mãi mãi đi xa về quê vĩnh hằng yên nghỉ, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Hoạt, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã lên dâng hương. Xin trân trọng kính mời ông. Thank you.
trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Xuân Thắng, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã lên dâng hương. Xin trân trọng kính mời ông. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, đại diện cho cán bộ và nhân dân thôn Nam Tử 1 lên dâng hương. Tiếp theo lễ dâng hương, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Bờn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã lên dâng hương và đọc lời điếu kính viếng. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, thưa gia đình tăng hiếu, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kiến Thiết, cán bộ và nhân dân thôn Nam Tử vô cùng xúc động và thương tiếc. Ông Ngô Văn Minh sinh năm 1966, sau một thời gian lâm bệnh, dù đã được gia đình chăm sóc tận tình, các bệnh viện, các y bác sĩ điều trị chu đáo, nhưng do căn bệnh quá hiểm nghèo, ông đã tạ thế vào hồi 19 giờ 24 phút ngày 31 tháng 1 năm 2023, tức ngày 10 tháng 1 năm Quý Mão, ông hưởng thọ 58 tuổi. Sau khi ông qua đời, ban lãnh đạo, ban công tác mặt trận thôn Nam Tử đã phối hợp với gia tộc họ Ngô và gia đình thành lập ban tổ chức lễ tang, tổ chức lễ viếng bà con cô bác, họ hàng nội ngoại, nhân dân làng trong xóm ngoài, thân bằng quyến thuộc gần xa, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có mối quan hệ thân thiết với gia đình nhà Hiếu đã đến thăm hỏi, chia buồn, phúng viếng tận tình, chú đáo. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kiến Thiết, cán bộ và nhân dân thôn Nam Tử cùng họ tộc và gia đình tổ chức trọng thể lễ truy điệu và đưa tang, tiễn đưa hương hồn ông về cõi vĩnh hằng yên nghỉ ngàn thu. Trước linh sàng khói hương thơm ngát, với lòng cảm thông sâu sắc với gia tang về sự mất mát không thể gì bù đắp được, chúng tôi xin chân thành gửi đến bà quả phụ Nguyễn Thị Loan cùng toàn thể các cụ, các ông bà, cô bác trong họ tộc nội ngoại, trong gia đình và toàn thể các anh chị em, các con của ông Ngô Văn Minh những lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính thưa các quý vị, kính thưa toàn thể nhân dân, thưa gia đình tăng hiếu, ông Ngô Văn Minh sinh và trú quán tại thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Ông được sinh ra trong một gia đình nông dân, được gia đình nuôi nấng dạy dỗ chu đáo, được học tập trong nhà trường phổ thông đến hết bậc trung học, lớn lên trở thành người con ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó, thương quý cha mẹ, yêu mến các anh chị em, sống vui vẻ thuận hòa với cộng đồng họ hàng làng xóm, được mọi người thương yêu quý mến. Đến tuổi trưởng thành, trở nên người thanh niên khỏe mạnh, sôi nổi, chăm chỉ công việc gia đình để đỡ đần cha mẹ, tích cực tham gia việc làm việc xóm, việc họ hàng, nhiều năm tham gia sinh hoạt trong chi đoàn thanh niên tại thôn Nam Tử. Ông xây dựng gia đình và sinh được hai người con, một trai một gái. Tuy trong cuộc sống những năm qua còn nhiều khó khăn vất vả, song ông bà luôn động viên nhau, vừa đảm bảo nhiệm vụ công tác tốt, vừa sản xuất kinh doanh giỏi, lại vừa tiết kiệm chắc chiêu dành dụm từ đồng tiền bát gạo để nuôi nấng các con, dạy bảo các con ngoan ngoãn chăm học chăm làm, để sau này trở thành những người công dân tốt, những người lao động chân chính, đóng góp công sức của mình cùng toàn đảng toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như xây dựng làng xóm quê hương. Đến nay các con của ông bà đều đã được đi du học nước ngoài, một cháu đã có gia đình, các con trai, con gái, con rể là những người hiền lành hiếu thảo, xứng đáng là những công dân tiêu biểu xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong phong trào thi đua yêu nước và trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mấy năm nay ông phát sinh bệnh tật, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, bà nhà và các con đã hết lòng quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo, các bệnh viện lớn nhỏ xa gần điều trị chạy chữa nhiệt tình, lại được các anh chị em cùng bà con cô bác họ hàng nội ngoại làng trên xóm dưới thường xuyên thăm hỏi động viên. Nhưng do căn bệnh của ông quá hiểm nghèo không thể vượt qua, hồi 19 giờ 24 phút ngày 31 tháng 1 năm 2023 vừa qua, ông đã thanh thản từ giã cõi trần gian
về với ông bà tiên tổ trong niềm tiếc thương vô hạn của người vợ thương yêu, của các con, các cháu, các anh chị em cùng bà con xóm ngõ, bầu bạn xa gần. Kính thưa các quý vị, thưa toàn thể nhân dân, ông Hồ Văn Minh sinh thời là một người hiền lành giản dị, giàu tinh thần nghị lực, không bi quan chán nản khi bệnh tật đau đớn rầy vò. Ông luôn luôn phấn đấu vượt lên số phận, sống lạc quan yêu đời đến giây phút cuối cùng. Đối với xóm xa bạn gần, ông vẫn dành cho mọi người tình cảm thân thương. Nay ông mất đi, gia đình và dòng họ, đoàn hội đã mất một thành viên, bà nhà và các con các cháu đã mất người chồng, người cha thương yêu và kính trọng. Trong nỗi thương đau mất mát vô cùng to lớn này, một lần nữa Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kiến Thiết, cán bộ và nhân dân thôn Nam Tử xin được chia sẻ những tình cảm sâu sắc nhất cùng toàn thể gia tang trên cầu chúc hương hồn ông Ngô Văn Minh về suối vàng yên nghỉ lạn thu trên vĩnh biển, và đề nghị mọi người có mặt tại đây để một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Kính thưa các quý vị, đại diện cho Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Kiến Thiết và các ban ngành đoàn thể. Kính thưa ban lãnh đạo thôn Nam Tử. Kính thưa các quý cụ, quý ông, quý bà con, cô bác, nội ngoại, thân bằng quyến thuộc gần xa, cùng các bà con trong xóm ngoài làng. Kính thưa quý vị, bố tôi là ông Ngô Văn Minh, từ khi bố tôi lâm bệnh, đã được quý vị cùng bà con đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ. Gia đình và các bác sĩ trong bệnh viện đã hết lòng chăm sóc, cứu chữa, nhưng do căn bệnh quá hiểm nghèo, bố tôi đã chút hơi thở cuối cùng, đi theo tổ tiên lúc 19 giờ 24 phút ngày 31 tháng 1 năm 2023, tức ngày mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão, hưởng thọ 58 tuổi. Biết được tin bố tôi qua đời, họ hàng nội ngoại, bà con thân thiết gần xa cùng chính quyền địa phương đã đến chia sẻ nỗi buồn và tổ chức lễ tang phúng viếng rất nhiệt tình, chu đáo. Tôi xin thay mặt cho gia đình gửi lời cảm ơn chân thành. Trong lúc tang gia bối rối, có gì sai sót, mong các quý vị lượng thứ. Trong khi đưa tiễn linh cữu bố tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi thay mặt cho gia đình gửi lời cảm ơn trân trọng đến quý vị và bà con cô bác, và mời các quý vị đến dùng bữa tại gia đình tôi để các thành viên trong gia đình được gửi lời cảm tạ. Tôi xin chân thành cảm ơn. Buổi lễ truy điệu xin được kết thúc tại đây. Lễ tiễn đưa ông Ngô Văn Minh về nơi an nghỉ cuối cùng xin phép được bắt đầu. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân trong làng, các vị quý khách gần xa đã bớt chút thời gian đến dự buổi lễ. Ban tổ chức xin kính mời anh em, con cháu, dòng họ vào lăng linh cữu tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Thưa cha mẹ, con xin gửi đến cha mẹ những lời nói từ trái tim mà con ấp ủ bấy lâu. Càng lớn lên, con càng hiểu rằng công ơn, tình thương cha mẹ dành cho con sâu đậm bao nhiêu. Những tháng ngày gian nan cực khổ, mẹ cha nuôi con khôn lớn, con luôn ghi nhớ mãi suốt đời. Con lạy mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con buồn được là bao. Năm dài tháng rộng gian nan nuôi đàn con khôn lớn nên
ân tình sâu đậm mẹ cha thương con vô bờ vô bờ. Công cha như núi cao vời, nghĩa mẹ như nước biển khơi dài. Nhớ những đêm lạnh giá con ốm đau, mẹ thương con thức trắng đêm thâu. Nay con về đây bao năm ngược xuôi, con ba thăm lại mẹ cha, đêm ngày mong chờ tin. Ơn cha nghĩa mẹ con đời được là bao. Bây giờ con đã về đây, nhưng mẹ cha nơi chinh suối chân mây. Ơn sâu nghĩa nặng là đây, con luôn ghi nhớ trong lòng. Đảm con sâu trọn đời. Thank you.
trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho ta cảm ơn trời, dù sống thương đau. Mai khi chết rồi trở về cát bụi, giàu khó như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau, ông trời sẽ chào. Này nhà lớn lầu vàng son, này lời danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu, sao chắc bền lâu như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu chót lười đầu môi, cũng thế mà thôi, sẽ mất ngày mai như áng mây. Sống trên đời này tựa phù du, có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ cát bụi là ta mai này trông phai. Mai kia chết rồi trở về cát bụi, giàu khó như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau, ông trời sẽ chào. Này nhà lớn lầu vàng son, này lời danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu, sao chắc bền lâu như nước trôi qua. Này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu chót lười đầu môi, cũng thế mà thôi, sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này tựa phù du, có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ cát bụi là ta mai này trông vai. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi. Với đời người, không nỗi buồn nào sánh bằng nỗi buồn mất cha. Vì mất cha, đời sẽ bơ vơ, đời sẽ trọn kiếp mồ côi. Và sẽ không bao giờ còn được thấy cha. Khi gặp gian nan, không còn cha để nhờ người gánh bớt, chia sớt. Cha tôi lìa xa tôi,
cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu. Con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi. Đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con để đời con chọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, chọn đời con không còn. Cha tôi nhìn tôi dại khờ. Cha ơi, từng ngày mất cha, con dại khờ giống như trẻ thơ. Con dại khờ nhìn áng mây trôi. Con gọi thầm chẳng thấy cha đâu. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật. Để đời con chọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, chọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày khăn tang sầu heo hắt. Che dấu mặt người. Cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn phanh trắng khăn tang. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con chọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, chọn đời con không còn thấy cha. Thank you.
suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ, một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sông còn ở lại. Con tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Vòng quanh một vòng tiêu tụy, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị. Ngày xưa từng lời tà dương là lời mộ địa, từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe. Trong khi ta về lại nhớ gió hoang vu thổi buốt xuân thì, ngọn gió hoang vu thổi buốt